Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay có đi giao một đơn hàng cho anh Đôn ở Cổ Loa Đông Anh, Hà Nội. Đây thì anh nhìn thực tế xem sản phẩm với cả trên video với cả bên ngoài nó giống nhau không? Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi bây giờ em sẽ xuống hàng cho anh. Anh để đến đời, có khi đến đời cháu đôi chắt anh vẫn thoải mái, nó vẫn như này thôi. Ta cũng Từ quý 4 mùa thì mình lại bày được 4 kiểu. Phúc Đức này thực ra thì cái ý nghĩa của nó cũng rất là hay. Này nó chắc phải tầm 3 40 cân vâng. ngày xưa những cái tầm như thế nó thuộc về kỹ thuật của những cái trường giảng viên trong đại học, nhưng mà bây giờ người ta chia sẻ gần như mọi người có thể biết được. Bởi vì có nhiều người người ta muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho mọi người, đơn giản lắm, chia sẻ kinh nghiệm để giúp mọi người có gì. Nó không thể được sâu được nhiều. Phượng Hoàng là trong truyền thuyết, còn công mới là thật. Không anh kệ, để đây. Chị xem qua đi, xem qua thể, xem qua sản phẩm đi. À, đây, mặt sau là Phượng Hoàng đây, cái này chữ Thọ này, Song Thọ này, Song Thọ, cài hoa đào. Quả đào quả đào này là quả đào tiên, giống như ở trong phim Vương Mẫu Nương Nương ấy, biểu tượng cho sự trường thọ, sống lâu trăm tuổi. Còn người 14 lúc em mua đỉnh điểm nó là 40 triệu. Vâng. Đây, và bây giờ anh em mình cho lên nhá. Vẫn chữ ký của anh trên này đây, anh kiểm tra này. Chữ ký đây. Hoàng Đôn. Còn cái gì nhỉ? Còn Đôn. cái kia sau để Em gửi nào tiện em gần đây mà em chạy qua chỗ anh tí. mày, nếu mà đi con đấy, tao cứ tao đi qua tao về, tao cứ xe đưa đi thường đi. Trước em chụp ảnh suốt ở bên Đông Hội Đông Anh ấy, cái phim trường Smile Review ấy. À, đấy là nếu mày đi thế là qua đấy, qua 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 cầu Đông Trù luôn, về đang ngồi đấy, Vâng. mà đi Vâng, trước em qua chụp đó ảnh suốt ở là đấy. phim trường đấy này. Đúng không? Nghe Đấy, sự hôm qua tao cứ đi theo cái đường D, tao về ở D Ngọc Thụy, bắt lộn đi cầu Đông Trù, tao về. ra đây gần mà phải. Hôm qua em phải check map trước rồi đi qua đây xem nó mất bao nhiêu thời gian để sáng em Nếu căn. mà mày đã đến đấy rồi thì mà Đồng Hồ cái này, cái trường cấp 3 là trường cấp 3 lấy tên của Loan. Em nghe hả? Vâng ạ. Này tí nữa anh lấy rượu gừng anh lau qua cho nó thơm tho sạch sẽ. Dân lên mà đi như thế nhỉ? Vâng vâng em đi bình thường mà. Đừng để cho nó xỉ nhá. Vâng. Đấy, anh ra rất là cẩn thận. Tao không cho mày cái này. Rượu gừng hay nước gừng? Rượu gừng anh lấy rượu nước gừng trong ấy, có nhiều bao sái ấy. À, chỗ này cũng cua gấp rồi. Rồi anh nhất anh cứ lên đi, rượu trắng ấy, giã gừng ra anh lau bằng rẻ
ướt sạch trước để nó bỏ hết bụi bẩn đi, không bao giờ lau cái đấy. À, tầng 4 à? Thả 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 đây để em lăn vào. Nhẹ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh dựng đầu anh lên. Rồi. Cẩn thận nhé. Rồi rồi anh đi ra đi. Rồi. Nó hơi cả lưng. Đây là mấy thằng của anh chủ nhà anh bê cùng là chữ gì? Đức Trang Thiên. Đức Trang Thiên. Chỗ này của anh chỉ để tầm mét này thôi, mét năm to quá. Cái khe này nếu định tung mà 52 cái này nó cao, cái miệng nó cao tận như này nhìn nó không đẹp. Chuối lắm, tôi bảo nó còn liên quan cái bụng này. Mét hai thì lại Cái này 42 này được này, chứ vâng 52 mới lên đây. đấy Cái khe này nó hay này. Đấy chứ không, tôi chụp cho mày chụp cái khe này. vâng Thì nên anh bày ở trên này phòng thờ riêng, anh cứ bày hẳn lên trên này, không phải bày sâu vào trong. Nếu chuẩn rồi thì nó phải đi. Vâng. Chơi lại. Đây đây có tí cho bác. Nó nè tí. Hoa hồng, hoa lan. Lan này đợt vụ lan này anh có kiếm được tí gì không? Vụ lan đột biến ấy. Đây Linh còn ấy vui, thằng này lớn đây, thằng nghe à, thằng lớn nó đang làm ở bên Tây Hồ ở đây gần cho em để gì? đấy, nó làm ở ngay bên chỗ cái chỗ không Tây Hồ, cái ô tô bên núi ra đi bên đường à, ở giúp cái cô ấy rồi nhưng mà không ra mấy giúp Trong cái bình gỗ, lưu gỗ gỗ gì à, gỗ chậu gỗ lư lư gỗ cái Lộc bình Bình. là bình được quên Lộc Bình gỗ này cắm bạc tiền nó cứ không Thế thì mình lại phải cẩu lên. À cẩu lại phải cắt ấy ra nhỉ. quy ấy quy các à cứ từ từ nha nói rồi cứ đi được rồi. Cái này thực ra thì nó không nặng nhưng mà nó bị mình cứ phải cúi cúi ấy. Còn đi thẳng lưng thì em mê chục đôi được. Tự dựng mà Cố nha. nó thoải mái anh. Em đặt nào. Rồi. Thôi, anh ra đi. À đây, em bảo anh phải kiểm tra cho em. Kiểm tra tất cả thân bình các thứ, không bị nứt nhất gì cả. Đây,
cái phần kia ra lại cho anh kiểm tra xung quanh giúp em, không vết dạn vết nứt gì cả. Cái này mình đèn flash không có hình ra. Dạ. Đèn flash thì không có hình ra. Nhưng mà phải đèn to, bởi vì cái này nó dày lắm, nó không như quả bóng lọc màu. Bếp thì nó vẫn như nhau thôi. Đấy, nhìn xung quanh này, nhìn được cái da nó còn còn âm này thì không không ở làm sao được. Âm này không có chuyện nứt vỡ gió này. Bắt đầu gõ này nó cái ấy không vang được như này là nó bị nứt hoặc là vỡ gió, nó mất cái liên kết của cái khối lại. Anh thì nhìn thấy xem nó có nứt nếp gì không. Nứt ở đây là kiểu nứt kiểu vết vết dạn men ấy. Cái hàng này nó không phải như hàng men dạn mà nó sẽ có vết dạn. Đấy. Cái này anh kiểm tra này, vuốt từ trên xuống dưới này. Đấy. Có sứt xiết gì không là biết ngay, nhiều khi mình nhìn không để ý ấy. Đấy, anh cứ vuốt này cái là bị sao là lộ ra ngay. Được rồi. Đức thừa thiên tổ thiên niên thịnh. Thường ví dụ như mà mình bày cái phúc đức này chỗ bàn thờ thì hàm ý nghĩa của nó sâu đấy. Cái cục mà nếu tôi được bình mà thì nó nặng thì làm sao lên được anh? Mà em thì sợ vì nó mà to thì lên chỗ này nó khó ấy. Vâng. Màu sắc hoa văn sắc nét hơn nữa thì nó phải đây này, nó y như cái này. Vâng. Cái câu cái chữ này nó có tính chất trường tồn thời gian hơn là đấy, thằng cái có cái hoa lá có cái cảnh lý lẽ có cái cảnh sắc của Việt Nam thì hoặc là cảnh sắc từ lứa cổ thì nó nhiều lắm nhưng mà cái chữ phúc chữ đức từ ngàn đời nay nó vẫn vậy đấy. Đã thì là gặp cha mẹ nào hay là truyền cho con cái theo vâng. Lối truyền lại cái thì cái này cái câu thơ này về cái cặp lục bình này cái ý nghĩa là chỉ mong muốn cho con cháu mỗi lần nhìn thấy là phải sống làm sao cho là phải tôn sư trọng đạo nhớ đến cội nguồn đấy. Bây giờ ví dụ sau này đời anh thì đời con trai anh rồi cháu anh các thứ nó vẫn dùng cái này thôi, không ảnh hưởng gì cả. Vâng. Mét nếu không mở căn bản là cái này của anh là tủ thờ, cái thiết kế của anh đơn giản. Đấy, trừ khi ví dụ như mà ban thờ mà nhìn hầm hố kiểu đầu trạm đầu dòng các thứ ấy thì đặt cặp lục bình to lên nó mới hợp. Chứ còn bây giờ kể cả anh lên đặt cặp lục bình to lên nhìn vào cái lục bình nó to đồ sộ quá. Đấy, nhưng hôm qua anh nhìn luôn ở đấy đấy. Ở đây anh bài cỡ này là vừa rồi, lên đôn là đẹp, nhìn cái bụng của thon. Vâng, bởi vì cái này mình sở hữu là mình sở hữu mãi mãi luôn, chứ đâu phải là mua mai chán lại bỏ đâu mà. Thế nên thường em tư vấn khách là khi mà thích cái gì thì, nghĩa là mình thích cái gì thì mình mua cái đấy, chứ đừng mua theo kiểu người khác hay theo kiểu là xu thế, là theo kiểu đến lúc về ngắm nó mất thời gian lắm. Cái đùi mạ này nhìn cũng thích đấy. Vâng. Đẹp, mua được hay không mua được. Thế nhưng mà nó kiểu như là ý nói cái nó cái này này, gì anh nó không hợp. Đơn giản hóa. Vâng. Đơn giản hóa mà đưa một cái công kỳ vào thì nhiều khi nó không được đẹp lắm. Vâng. Dạ. Cái này ấy, cái này vừa giúp cả ba mẹ về. Vâng. Đây. Cặp nến, cặp đèn. Thực tế tôi nói các bạn gần như là bây giờ tôi mua một cái mua toàn bộ. Vâng. Cái mua toàn bộ mà chứ không cần phải ấy đâu, nhưng mà cứ nghe là thứ nhất là nghe qua giọng này, qua cách trình bày này. Vâng. Và sơ bộ của mình nhìn cái công việc của mình biết theo cách sống cứ theo đào tạo một
Đây là tên anh em cứ như thế là Vâng. bởi vì xong quay clip gửi cho nhau chúng ta có cần đấy đâu. Vâng. Bởi vì bây giờ nó có Thì cái nó này dễ. nhưng mà nhiều cái kênh nhiều khi nó cũng nói quá sản phẩm đi. Vâng. Thực ra thì như em thường em nói em chỉ vừa phải thôi, nói quá và đến lúc khách hàng nhận nó không được như người ta ấy, người ta sẽ bị hụt hẫng. Đấy là vấn đề. Do vậy mà tại sao tôi có nhắc cậu câu là anh em cái xung thật. Vâng. Đấy là quan trọng. Có sao nói vậy thì mình sẽ được lâu dài hơn. Bởi vì bây giờ em nói với anh thế này thế kia nhưng thời gian sau anh sẽ biết ngay chứ có gì đâu mà.